chút thiếu, nam diễn viên không chỉ điển trai mà còn vô cùng tự tin. Trò này thì em toàn thắng rồi. À thế à? Vâng. Ừ, anh cũng chưa giờ thua cả. À, okay. Và cái kết. Ôi khó thế. Họ tên. Tên động. Tên động hả? Vâng, họ tên động mà. Bích Động này, đấy tên động. Liệu nóc nhà quyền lực có cứu vãn được sự tự tin của diễn viên Đức Hiếu? Thì vợ chuyển cho anh 3 triệu nhá để anh mua một lọ nước hoa tặng cái Thu. Cùng chờ đón những thử thách đầy thú vị và cuộc trò chuyện đặc biệt của Ai Đến Hôm Nay với diễn viên Đức Hiếu vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 9 trên kênh Style TV VTV Cup 12.